chào mừng các hiện tướng đến với tâm điểm tướng Kriknak, họ báo tử. Thật khó để nói Kriknak thuộc về cõi âm hay cõi dương, vì hắn hoàn toàn tự do tự tại ra vào các hầm mộ, hút hết năng lượng còn sót lại của những linh hồn vất vưởng nơi đây. Thế nhưng có một điều chắc chắn rằng Kriknak có sinh mệnh và linh hồn riêng biệt của chính hắn. Sau đây là các kỹ năng của Kriknak. Nội tại của Kriknak là nhấm nháp. Đòn đánh thường kế tiếp của hắn sau khi tung chiêu trúng đích gây thêm một lượng sát thương gia tăng dựa trên công vật lý. Để tận dụng được tối đa sát thương từ nội tại nhấm nháp, hãy kết hợp đòn đánh tay và kỹ năng sao cho hợp lý. Nội tại này giúp cho Kriknak trở thành một sát thủ cực kỳ bá đạo khi áp sát được kẻ địch. Ấu trùng quỷ. Kriknak gây sát thương vật lý và đánh dấu ấu trùng nên nạn nhân. Mọi đòn đánh thường hoặc chiêu thức của Kriknak đều kích hoạt dấu ấn gây sát thương phép theo máu tối đa của mục tiêu, đồng thời giảm 3 giây thời gian đấu chiêu và giúp hồi phục năng lượng cho hắn. Kết hợp cùng nội tại nhấm nháp và ấu trùng quỷ cho phép Kriknak hạ gục nạn nhân rất nhanh gọn. Hãy cố gắng gây sát thương lên kẻ địch bị đánh dấu bởi ấu trùng quỷ để gây được lượng sát thương tối đa cũng như giảm thời gian hồi chiêu cao nhất. Võ húc. Kriknak ủi thẳng về phía trước gây sát thương vật lý với mỗi tướng địch trúng chiêu, giúp hắn hồi một lượng máu nhất định. Lượng máu được hồi nhiều hơn nếu ủi trúng nhiều tướng địch. Hiểm họa không trung. Kriknak bay lên giúp tăng tốc độ di chuyển và trong khi bay không thể tung đòn đánh hoặc các chiêu thức khác. Tái kích hoạt để đáp đất gây sát thương vật lý kèm hiệu ứng giảm tốc chạy lên các nạn nhân trúng chiêu. Lưu ý, kỹ năng này không thể bị ngắt khi Kriknak đã ở trên không. Hiểm họa không trung giúp Kriknak có khả năng đảo đường cực nhanh. Hãy tận dụng chiêu cuối để có một pha đột kích bất chợt. Kết hợp hiểm họa không trung và bỏ húc giúp cho Kriknak tiếp cận mục tiêu từ khoảng cách rất xa. Chúc các bạn sớm thông thạo vị tướng Kriknak, bọ báo tử. Hẹn gặp lại các bạn vào các tâm điểm tướng lần sau.